Việt Nam đang có những chuyển mình để chuẩn bị tấn công ra đấu trường châu lục. Những thành công mà đội tuyển Việt Nam phần nào có được từ ASEAN 16 với một đội hình mới, một phương án tấn công mới với những con người mới đã dần hình thành, và sau 2 năm từ ASEAN 16 đến thời điểm này thì đã có quả ngọt đầu tiên, đó là chức vô địch Đông Nam Á 2012, loại Olympic London 2012, mặc dù không giành được vé đi Thế vận hội, nhưng từ đó thì đội tuyển Việt Nam